Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với clip tiếp theo của Tú ha. Hôm nay Tú sẽ nhà Tú có nuôi một con rồng Nam Mỹ. Hôm nay Tú sẽ quay cho các bạn coi và cách chăm sóc của nó như thế nào. Các bạn hãy đón xem nha. Cùng đi xem với Tú nha. Yeah. Các bạn có thấy không? Dễ thương không các bạn? Rất là hung dữ nha. Rất là hung dữ luôn. Đó, các bạn hay nó dữ không? Để các bạn coi luôn nha. Đó. Con này mình nuôi được 6 tháng rồi nha các bạn. Nó rất là dễ nuôi. Nó chỉ có ăn rau muống với lại ăn rau muống với lại các loại như cải salad thôi nha các bạn. Rất là dễ nuôi, nó rất thân thiện. Rồi bây giờ mình là bước tiếp theo, mình sẽ chăm sóc nó nha các bạn. Giờ tiếp theo mình sẽ rửa chuồng nha các bạn. Thank you.
tiếp theo mình sẽ gắn chuồng vô lại cho nó nha các bạn, chụp sắp đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Tú nha. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và like video này cho Tú nha, để cho Tú thêm cái động lực để làm nhiều video cho các bạn coi nha. Và cảm ơn các bạn, yêu các bạn rất nhiều.